Ui dồi, bắn đi. Kìa, bắn đi kêu cứu này. Cứu đây. Kìa, bắn đi. Này thì nhờ này. Chạy. Chạy này. Chạy. Lại chơi game rồi. Bao việc nhà còn chưa này. Kìa, bắn đi. Tuấn. Tuấn. Con đang quay nhà giúp mẹ chưa? Kìa, bắn đi. Oh no. Tuấn. Mẹ hỏi con không trả lời à? Sao mày lại lấy điện thoại của Quân? Mẹ đưa cho Quân đi. Mẹ không đưa được. Mẹ hỏi con làm việc nhà cho mẹ chưa? Mà con còn chưa trả lời cho mẹ đấy. Game thế này à? Game là việc của Quân, việc nhà thì mẹ phải làm chứ sao mẹ cứ bắt Quân làm thế? Mẹ còn phải chăm em Jun, còn cả em làm trong bụng đây này. Con không giúp đỡ mẹ thôi, mà con còn nói với mẹ thế à? Con không biết đâu, mẹ đưa điện thoại cho Quân thì không thì con sẽ đi khỏi cái nhà này đấy. Nani? Con có giỏi thì con đi khỏi cái nhà này đi. Hả? Sao cậu cũng chán đấy? What? Tớ thì thích chơi game. Mẹ tớ thì cứ bắt tớ làm việc nhà cho nên tớ chán lắm. Thế còn cậu, sao cậu chán thế? Tớ thì lại ngược với cậu. Tớ ở nhà tớ chỉ thích học bài thôi. Nhưng mà mẹ tớ cứ bắt tớ suốt ngày phải đi xem phim, ra ngoài xem phim với chơi game cho nó thư giãn đầu óc. Cậu muốn học nhiều, tớ thì chẳng muốn. Ê cậu, thế bây giờ bọn mình phải làm cách nào để cho hết chán nhỉ? Để tớ nghĩ nhá. À cậu ơi, hay là bây giờ cậu về nhà tớ chơi game đi. Cậu chơi game, tớ chơi game cùng cậu chắc là sẽ hứng thú hơn đấy. Mình tớ lại thích tớ chơi game. Cậu thì lại được chơi game, về nhà tớ đi. Thế có được không hả cậu? Không sao đâu, mẹ tớ ở nhà thoải mái lắm. Thế thì nhà cậu có sao? Nhà tớ ở gần ngay đây thôi mà. Thế thôi, bây giờ anh em mình đi nhá. Đi, đi về đây đi. Không sao đâu, nhà tớ ở ngay đây rồi. Thế thôi đi đi. Đấy, nhà tớ rồi này. What? Giờ còn hỏi chơi game nữa à? Người đang bị ta bắt cóc với ăn cư của ta rồi. Bắt con. Thả tôi ra, tôi còn đi về với mẹ tôi. Này. Bảo ngươi không nghe lời mẹ, lại còn thích bỏ nhà ra đi à? Thế bây giờ, ngươi muốn thế nào thì mình cho ta về. Bây giờ, ta sẽ gọi điện cho mẹ ngươi để tống tiền. Bảo phải là mẹ của Tuấn Tiến Tỷ không? What? Anh này! Thả con tôi ra! Tôi đang giữ con trai của bà. Bà ấy mang 1 triệu đô đến khu vườn cổ tích để chuộc con trai bà. Thế nhá! Tôi làm gì có tiền tiền thế? Alo, alo. Mẹ con làm gì có nhiều tiền đến thế? Ta không quan tâm, đến cơ cổ tinh ta đi. Tuấn ơi! Các cháu đây rồi. Các cháu, đúng lúc cô đang cần. Tuấn nhà cô bị ai giữ mất rồi. Người ta đòi tiền chuộc mà cô thì không có tiền. Cô làm thế nào bây giờ? Hả? Bạn Tuấn bị người ta giữ hả cô? Để cho biết cách thế nào? Đây là, thưa bà. Nhanh 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 nhan
của chúng ta là gì đấy anh? Đấy nha, bây giờ anh sẽ đi đánh lạc tên Bacock. Trong lúc nó không để ý, em phải cầm kim tiêm này tiêm một người nó cho nó ngất để anh em cứu Tuấn Thiên Tế. Ok, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Đi. Ê, nhìn đây. Đây lúc nào khu vườn cổ tích rồi. Ta sẽ đợi mẹ ngươi mang tiền đến. Đại đại, kia là tên Bacock Tuấn Thiên Tế rồi. Bây giờ em núp sâu gốc cây để anh xa đánh lạc được nó nha. Vâng ạ. Đến Bacock kia, thả Tuấn Thiên Tế ra. Ngươi là ai mà lại gọi ta là Bacock? Hưng cứu tớ. Ta là bạn của Tuấn Thiên Tế. Mẹ của Tuấn Thiên Tế với bạn nhớ ta đem tiền đến cho ngươi đây. Vậy tiền đâu? Tao sẽ thả người ra. Thả người ra trước đi rồi đưa tiền. Không được, ngươi phải trả tiền trước. Tiền ta để cho túi này, đến đây mà lấy. Ai đây, cấm chạy. Thôi không sao đâu, bây giờ chúng ta đi về thôi. Mẹ cậu đang đợi cậu ở nhà anh kìa. Ừ thôi nha mình đi. Đi. Hưng, mẹ. Ơ, Tuấn. Bây giờ con an toàn trở về với mẹ, thế là được rồi. Từ bây giờ con phải ngoan nghe lời mẹ, hai mẹ con yêu thương nhau, nhớ chưa? Con biết rồi ạ. Mẹ cho con xin lỗi nhé. Từ bây giờ con sẽ không mãi chơi game mà con sẽ giúp mẹ việc nhà cho mẹ đỡ vất vả. Thôi, đi vào đây để mẹ chuẩn bị món ngon. Tối nay mẹ sẽ cho Tuấn một món thật là thích. Hee hee hee.